Bà ngoại Yoon Ju-jung bị hỏi vô duyên về Rockbit, gã chồng phản bội có phát ngôn gây phẫn nộ. Nữ minh tinh gạo cội Yoon Ju-jung đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng Oscar danh giá. Chiến thắng của Yoon Ju-jung đã khiến khán giả nức lòng, hàng loạt ngôi sao lớn cũng gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, trong số những người chúc mừng Yoon Ju-jung, chồng cũ Yoo Jun-nam cũng lên tiếng nhưng lại có phát ngôn gây phẫn nộ cả xứ Hàn. Người đàn ông này ban đầu cho hay, tôi nhận được nhiều cuộc gọi chúc mừng như thể tôi mới là người giành được giải thưởng vậy. Thật sự tôi không biết vị trí của mình như thế nào. Tôi không biết nói gì ngoài việc gửi lời chúc mừng tới bà ấy. Nếu nói nhiều hơn thì thật không hay. Nếu dừng lại ở đây, câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Dù tuyên bố không nói nhiều hơn, nhưng ông lại thêm một câu bình luận. Tôi không biết phải nói gì, tôi không cần phải nói thêm việc bà ấy đã làm tốt như thế nào. Tôi chỉ thấy biết ơn vì bà ấy đã không gặp người đàn ông nào khác. Ngay lập tức, phát ngôn của Yoo Jun-nam đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Cặp đôi đã ly hôn được 34 năm, nguyên nhân đến từ việc nam ca sĩ phản bội vợ. Yoon Jung-jun đã không tái hôn mà chăm chỉ làm việc, âm thầm nuôi hai người con trai. Đã ngoại tình, còn cảm thấy biết ơn vì vợ không đi bước nữa. Yoo Jun-nam bị công chúng ném đá kịch liệt vì thấy sàn bắt quàng làm họ. Trước đó, trong khoảnh khắc lên nhận giải thưởng danh giá, nữ diễn viên không quên gửi đến khán giả một bài phát biểu vô cùng ấn tượng, thậm chí khiến cả minh tinh đình đám, quyền lực thế giới phải trầm trồ. Trong bài phát biểu, Yoon Jung-jung đã làm khán đài đi từ những tràng cười thích thú đến gật gù thán phục, chỉ nhờ một câu nói đùa về cách sao Hollywood gọi sai tên bà. Cảm xúc khó tin vì chiến thắng, được nữ diễn viên huyền thoại Glenn Close và tiết lộ nhân vật đặc biệt là động lực lớn nhất để bà có được thành công như ngày hôm nay. Đáng nói, nữ diễn viên 74 tuổi lại phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Anh trước cái dàn sao nổi tiếng và quyền lực. Đây là điều không phải ngôi sao châu Á nào cũng làm được, nhưng nữ diễn viên gạo cội của xứ Hàn đã làm được. Mở đầu bài phát biểu, nữ diễn viên gạo cội cho biết bà đến từ Hàn Quốc nên rất nhiều người đã phát âm sai tên Yoon Jung-jung của bà. Các nữ minh tinh lồng ghép sự lém lĩnh, hài hước và cả bá đạo vào lời tuyên bố về cái tên và cội nguồn của mình không khỏi khiến cả khán đài toàn sao nổi tiếng thế giới phải bật cười. Bà ngoại cũng khiến các fan vô cùng thích thú khi bật mood fangirl khi được đứng cạnh tài tử Brad Pitt. Vậy nhưng, sau khi nhận giải thưởng và có khoảng thời gian giao lưu với báo giới, nữ diễn viên gạo cội Yoon Jung-jung bỗng bị họ một câu quá khiếm nhã liên quan đến Brad Pitt. Bà đã nhận được giải thưởng từ tay của Brad Pitt, hai người đã trò chuyện với nhau rôm rã khi xuống lễ đài. Vậy hai người đã nói chuyện gì vậy? Và Brad Pitt có mùi như thế nào? Không hề nao núng hay hớ khi bị MC hỏi vô duyên, minh tinh Yoon Jung-jung đã gây sốt Twitter toàn cầu khi trả lời ngắn gọn với thái độ thoải mái. Tôi không có ngửi cậu ấy, tôi có phải là chó đâu. Câu trả lời này đã khiến netizen phục sát đất với tài ứng biến linh hoạt, đi thẳng vào vấn đề trước câu hỏi gây bậy của Yoon Jung-jung. Trên Twitter, vô số netizen bực bội bày tỏ, câu hỏi quá vô duyên, thật may Yoon Jung-jung có câu trả lời thật ấn tượng. Đây có bị coi là sỉ nhục không? Thay vì hỏi về bộ phim và cảm nhận khi thắng giải, họ cố tình hỏi Brad Pitt có mùi như thế nào, thật quá đáng. Yoon Jung-jung xuất sắc ghê, đúng là bà ngoại định của chóp.